Coi đang ở cái vùng rất là nguy hiểm à, Sáng nay thì Thạch có uh, cô anh chị em rằng là Ở cái vùng 28k này này Là một cái vùng rất là quan trọng Và mấy hôm trước thì Thạch cũng đã cô anh chị em Sọt ở cái vùng là khoảng tầm trên 28k Quanh quanh cái vùng đấy 28k đến 28k3 Thì bây giờ anh chị em đã có thể dịch stop loss và entry Thì chúng ta bảo vệ bảo vệ cái vị thế của mình rồi và hiện giờ thì trên cái khung thời gian ngày thì giá đã từ chối cái mốc là 28 28k. 28k và cái mốc tiếp theo Bitcoin nó sẽ chạm về nó khoảng tầm 26 k năm cộng trừ. Bây giờ chỉ còn một cái vùng cản nữa thôi nó là vùng 27 k năm tức là cái vùng đám mây phẳng này các bạn này Ở trên các cái khung thời gian khác, cái tín hiệu khác thì anh chị em nhìn thấy là MACD nó đã chuyển sang màu đỏ và cái đường histogram nó đã đi xuống. À, rồi ở đây thì cái xuồng tăng nó cũng chưa bị cắt uh, cắt đơn đâu nhưng mà bitcoin đã có cái dấu hiệu uh, từ sớm nó cho thấy rằng là uh, một cái động thái của dấu hiệu nguy hiểm uh, còn eth thì sao eth thì cũng tương tự ở uh, ETH ở đây sẽ có kẻ một cái đường đường trên này và hiện giờ eth đang có xu hướng là thủng cái đường trên đấy và giá đang từ chối cái mây kumo này và tình nghĩa là cái mốc tiếp theo của ETH thì đâu đấy nó sẽ là khoảng tầm uh, 1 năm 70. mươi năm 70 sẽ là mốc tiếp theo đó uh, hiện tại thì cái cái thông tin xấu đến từ Israel và giải giải giải, giải Gaza ấy, là một cái tin ảnh hưởng rất lớn đến thị trường Bitcoin uh, lý do là thực ra là cái việc mà uh, cái xung đột đấy nó giảm gián tiếp nó gây ra cái áp lực về cái việc mà tăng lãi suất Uh, cái xung đột ở Trung Đông này này thì nó ở ngay cái rốn dầu và nó có thể kéo thêm các bên liên quan như là Mỹ hoặc là Iran uh, uh, tham gia vào đúng không? thì rất là nguy hiểm và hiện tại thì Bitcoin vẫn đang trong cái vùng rất là nguy hiểm và hiện tại thì Thạch đang vẫn target uh, Bitcoin nó sẽ về khoảng 26k năm cộng trừ trước khi quyết định cái hướng đi mới